Báo cáo của Ban cán sự Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP quý 3 ước tăng 3,05%, gấp 1,16 lần mức tăng GDP của cả nước 2,62%. Tuy thấp hơn quý 1 tăng 4,43% nhưng cao hơn quý 2 tăng 2,41%, thể hiện xu hướng tăng trở lại. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, GRDP Hà Nội tăng 3,27%, gấp 1,54 lần mức tăng của cả nước 2,12%. Trong quý 4 năm 2020, thành phố phấn đấu đạt tăng trưởng từ 5% trở lên. Mức tăng này sẽ đảm bảo cao gấp 1,3 lần tăng trưởng GDP của cả nước năm 2020. Theo đánh giá của công ty tư vấn bất động sản Savo Việt Nam, thị trường văn phòng Hà Nội bắt đầu có tín hiệu phục hồi tốt kể từ quý vừa qua. Đại diện Savo Hà Nội cho biết, Hà Nội vẫn là một thị trường có sức hút và khá ổn định trong bối cảnh hầu hết các thành phố lớn trong khu vực có mức giá thuê văn phòng, đặc biệt là phân khúc hạng A giảm mạnh. Trong khu vực ASEAN, giá thuê tại Hà Nội chỉ xếp sau Singapore, giảm chỉ 1% so với cùng kỳ năm trước, công suất đạt 94%. Đây là tín hiệu tốt cho thấy thị trường văn phòng Hà Nội có tiềm năng phục hồi lớn sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Cũng theo đại diện của Savo Hà Nội, trong thời gian tới, thị trường cần thêm các yếu tố tạo động lực phát triển đến từ chủ nhà và khách thuê liên quan đến các điều khoản và chính sách ưu đãi. Dù báo cáo thị trường chính thức sẽ được phát hành vào tháng 10 tới, nhưng nguồn tin của Colio Việt Nam về thị trường văn phòng quý 3 tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, bất chấp hai làn sóng COVID-19, mức giá thuê vẫn tăng nhẹ. Tin từ Colio Việt Nam cho biết, giá chào thuê trung bình văn phòng hạng A và B tại thành phố Hồ Chí Minh đều vẫn giữ xu hướng tăng, lần lượt 4,5% và 11,5% so với quý 2. Qua đó chứng minh nhu cầu thuê văn phòng chưa hạ nhiệt bất chấp đợt dịch thứ hai bùng phát. Theo Colio Việt Nam, theo hệ quả từ dịch COVID-19 cùng với xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm, các tòa nhà hạng B nhanh chóng trở thành sản phẩm được săn đón đối với đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là doanh nghiệp lớn. Đại diện Colio Việt Nam cho rằng văn phòng hạng B vừa được đánh giá cao về chất lượng, vị trí trung tâm, đảm bảo thuận tiện giao thông, văn phòng hiện đại. Chính vì thế đây chính là phân khúc sẽ được ưa chuộng nhất, chiếm ưu thế cả về nhu cầu cũng như nguồn cung tại thị trường trong thời gian tới. Tiếp theo chương trình là một số thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15 tháng 9 năm 2020 ước đạt 902,5 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán năm. Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15 tháng 9 ước tính đạt 1.036,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm. Như vậy, từ đầu năm đến thời điểm ngày 15 tháng 9, ngân sách đã bội chi gần 134 nghìn tỷ đồng. So với tháng liền kề, ngân sách nhà nước tiếp tục bội chi thêm 28.000 tỷ đồng. Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 9 năm 2020, cả nước có 10,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 203,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 83.000 lao động, giảm 23,1% về số doanh nghiệp, giảm 29,6% về vốn đăng ký và giảm 13,8% về số lao động so với tháng trước. Tính chung 9 tháng, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.428,5 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 777,9 nghìn lao động. Theo Tổng cục Thống kê, điểm nổi bật thị trường chứng khoán Việt Nam đã có tín hiệu phục hồi trong tháng 9 nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19 và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từng bước trở lại trong trạng thái bình thường. Theo đó, tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán 9 tháng ước tính đạt 228.800 tỷ đồng, tăng 1,43% so với cùng kỳ. Trung tâm phân tích chứng khoán SSI, SSI Research vừa có báo cáo thị trường tiền tệ tuần 21 tháng 9 đến 25 tháng 9. Báo cáo đề cập ngân hàng nhà nước không thực hiện giao dịch trên thị trường mở. Lãi suất trên liên ngân hàng ổn định ở mức 0,18% một năm với kỳ hạn qua đêm và 0,23% một năm với kỳ hạn một tuần. Tính đến ngày 16 tháng 9, tín dụng tăng 4,81% so với đầu năm, còn cách rất xa mục tiêu ban đầu của ngân hàng nhà nước là 14% trong năm 2020. Bất chấp việc lãi suất cho vay đã cắt giảm đáng kể, nhu cầu tín dụng vẫn khá yếu, ngay cả các lĩnh vực ưu tiên, tăng trưởng tín dụng cũng ở mức từ 3 cho đến 4%. Lý do chính này khiến thanh khoản hệ thống ngân hàng dư thừa, khiến lãi suất tiền gửi giảm mạnh và có thể còn tiếp tục giảm từ 10 cho đến 30 điểm cơ bản trong thời gian tới. Diễn biến trên thị trường quốc tế và chênh lệch lãi suất Việt Nam đồng trên đồng đô la Mỹ ở mức thấp khiến tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng nhích tăng 10 đồng một đô la Mỹ. SSI Research cũng cho rằng cung cầu ngoại tệ trong nước vẫn khá thuận lợi nên tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng sẽ không có nhiều biến động trong ngắn hạn.